Xin chào các bạn, tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn các bạn về cái kỹ thuật quản lý và chỉnh sửa của giấy ở trong cái phần mềm Illustrator. Thì Illustrator là phần mềm thiết kế, nó có thể thiết kế được khá nhiều thứ từ logo, poster, tờ rơi, tờ gấp hoặc là một bộ nhận diện có đầy đủ những cái ví dụ như là nem card hoặc là bìa đĩa, sách báo, tạp chí vân vân, mọi thứ đi. Thì khổ giấy trong này nó tác dụng gì? Khổ giấy trong này nó có tác dụng giới hạn một cái khu vực mà xuất ảnh ra, giới hạn một khu vực mà máy in nó sẽ in được. Nói chung là nó sẽ cho bạn đa số là giới hạn cái khu vực của bạn xuất cái file ra, xuất ảnh ra. Thì từ đó thì cái máy in nó sẽ in chỉ trong cái kích thước mà cái khổ giấy nó đặt ra thôi. Thì ở đây thì mình có một cái file mình download trên mạng về. Đây là một bộ nhận diện. Thì mình sẽ dùng khổ giấy để làm gì? Giả sử như mình có một cái tờ letterhead đây chẳng hạn. Mình sẽ đặt cái nó vào cái kích thước mà thông dụng là khoảng độ 21:9. Mình sẽ mở control ra. F8 lên info này, nó đang là đây, mình mở tiếp control R mở thước đổi đơn vị về cm. Thì cái này nó là 8 × 10 cm, đây gọi là mình đa trên mạng thì nó không kích thước không thật. Kích thước thật của mấy cái sản phẩm này nó rơi khoảng độ là 21:29 thì bạn đánh trên ảnh được, rộng khoảng độ 21 cm. Đấy, cái này quên mất là mình không xích nó lại, 21 cm rồi. Ok, thì đây là cái sản phẩm của các bạn. Khi mình in ra kích thước thật nó sẽ rơi khoảng độ A4 như này. Thì bây giờ làm sao để in được cái này ra tờ A4? Thì đơn giản thôi, các bạn phải vào Inkscape và các bạn sẽ ấn gì nhỉ? Shift O, đúng không? Shift O nó sẽ cung cấp cho các bạn copy một cái khổ giấy này ra, hoặc là các bạn bấm vào trên này để gì nhỉ? New một cái khổ giấy. Thì khổ giấy mới new nó sẽ bằng cái khổ giấy ban đầu. Thì nếu mà không thích ý, thì các bạn có thể là đặt cái giá trị mặc định là A4 ở đây chẳng hạn. Đây thì các bạn thấy là ở đây nó bị di chuyển cả này theo, thì các bạn tắt đi. Đây thì các bạn thấy là khổ giấy sinh ra làm gì? Khổ giấy sinh ra để nó chứa một cái hình ảnh mà các bạn muốn xuất ra để in. Giả sử ở đây là mình có một khổ để dành cho cái này, đúng không? Thì tiếp theo ví dụ như cái này đi, cái này có thể là cái kẹp file hay là cái túi gì đó, thì mình sẽ chỉnh nó vào cái kích thước khoảng độ to hơn này tí, coi như kẹp file đi, thì chắc chắn là nó sẽ phải kẹp được từ A4 rồi, đúng không? Rồi, ví dụ thế. Thì bây giờ để in được cái này ra thì không thể nào bạn cái này mang ra quán in được, mang ra cũng được, nhưng mà có cái là người ta ở quán in phải sửa lại. Và nếu bạn muốn chủ động hơn thì các bạn lại ấn Shift O một lần nữa, thì Shift O nó lại cung cấp cho bạn có thể tạo một khổ giấy mới bằng cách là các bạn quệt chuột lại được. Thì đây sẽ là một cái khổ để có thể sao nhỉ, chứa in được cái này. Còn nếu mà các bạn có một khổ giấy to đùng ấy, thì có thể là các bạn tạo ra một khổ giấy bao trùm cả cái này và cái kia, thì mình in một phát được cả hai này luôn. Còn nếu mà khổ bé hơn thì bạn phải in này riêng, in này riêng. Đấy, thì ví dụ như cái này nó là vừa tờ A4 thì tốt nhất là các bạn đưa tờ A4 xong rồi các bạn sẽ bảo người ta in ra 100 bản hay 1000 bản thì tùy các bạn. Cái này thì nó là cái khổ mà nó có kích thước có thể hơi lẻ, mình xem là nó là 54 × 39 cm. Thì có thể là nó không vừa với A4, nó cũng chẳng vừa với A3. Thì có thể là nó sẽ vừa với A2 chẳng hạn, đúng không? Đấy, thì bây giờ lại phải kiếm một cái máy nào đó là cái máy A2 để nó lớn gấp đôi từ A3 để nó in được cái này. Thế thôi, thì đây mình có khổ thứ hai mình chứa được cái này. Ví dụ như cái phong bì chẳng hạn, cái phong bì thì thường nó là 10 × 20 cm đi. Mình sẽ vẽ một cái hình ví dụ, mình áng là 10 cm và 20 cm. Thì đây là cái kích thước của phong bì. Đây là 10-20, đây thì mình sẽ chọn cái này, mình áng cái này vào đây khoảng độ 10-20 cm. Rồi, nhưng mà đây là phong bì ở cái trạng thái mà, đây là phong bì ở trạng thái mình gập vào rồi. Còn chuẩn phong bì mới in ra là nó phải là có hai cái này. Đây đã khái, mình để màu khác cho các bạn xem nhé. Và nó có thêm cái này nữa. Đây mới gọi là phong bì mặt phẳng flat. Còn phong bì mà lúc nãy mình làm đây, cái này này nó là folder, tức là nó đã gập lại rồi. Đây thì các bạn sẽ phải in cái này ra, đúng không? In này ra xong gập vào thì dán hai này vào hai bên này là các bạn sẽ thành phong bì. Thì đây là cái kích thước của phong bì. Quên mất mình không nhìn cái này, lại nhầm mất rồi. Cái này nó là 20, đúng không? Chính xác 20 × 10 đây. Thì bây giờ làm sao để in cái này ra được, thì mình lại ấn Shift O, mình kiểm tra xem là mình tạo một khổ giấy mới đi. Đặt vào đây. Mình thể để nó vào trong tờ A4 xem. Thì các bạn có thể thấy là cái phong bì này nó có thể là không in được trên tờ A4, mặc dù nó bị thiếu một tí thôi. Nhưng mà nếu mà muốn chuẩn 10-20 thì mình bắt buộc phải cho nó sang tờ A3.
Còn nếu mà thích thu bé lại một tí, chấp nhận được ấy, thì thu bé lại thì các bạn sẽ in được một cái phong bì trên tờ A4 như thế này. Chỗ này phải thừa bỏ. Đấy, phải chấp nhận thôi. Còn tùy theo công ty in, tùy theo khổ giấy, nếu như có những cái khổ, nếu bạn thấy xếp như này mà nó bị tốn diện tích ấy, hoặc là nó không 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 gọi là tiết kiệm giấy ấy, thì các bạn sẽ kiếm một cái khổ khác. Ví dụ mình thử ship o, mình đưa này sang tờ A3 xem. Ví dụ như là mình quên mất là mình để ngay từ đầu đi, nó là kích thước ví dụ như là với tờ đây như này nó bị thiếu, thì mình sẽ thử ship o mình để sang A3 xem A3 có in được hai cái mình xếp linh tinh xong được không. Rồi thử để này xem in A3 được không. À đây thì đấy, ví dụ như là các bạn thấy là khi mà xếp sang A3 chẳng hạn thì cái kiểu này nó lại xếp được hai cái, thì mình in A3 đó. Thì A4 xoay ngang không được thì A3 xoay dọc hai cái ra đặt vào, thì tùy theo cái hình của mình như nào mà mình xếp. Cái này thì các bạn làm nhiều có kinh nghiệm nhé, cái này cũng không thể nào hiểu ngay một lần được, làm nhiều in nhiều gặp nhiều trường hợp phát sinh thì các bạn mới rõ được. Nó là một chuỗi học khá mất thời gian, 1 2 năm gì đấy, không thể nào học 1 tháng biết hết được. Đấy thì đấy là mấy cái kiến thức của khổ giấy. Thì khi bạn xếp khổ giấy này rồi ấy, thì các bạn sẽ có mấy cái linh tinh, gồm có khi bạn chọn khổ giấy này gồm có kích thước cho sẵn này, nằm dọc nằm ngang này, tạo một cái mới này, xóa bỏ cái đang chọn này, đặt tên này, di chuyển đối tượng cùng khổ giấy hoặc là không di chuyển đối tượng cùng khổ giấy này. Cái này là tọa độ, cái này là chiều rộng chiều cao, thế thôi. Sau khi xong chỉnh sửa thì các bạn ấn escape hoặc là ấn V là thoát bỏ lệnh. Các bạn sẽ thử vào file chọn export, mình sẽ chọn export e, các bạn chọn export ở desktop, đặt tên là gì đấy, ví dụ như là PDF chẳng hạn. Đấy thì PDF, mình chọn đuôi là JPEG và bạn sẽ chọn là USBOT. Thì lúc này nó sẽ xuất ra đuôi là PDF, nó sẽ xuất thành, à quên mất, xuất tên là PDF. Mình quên mất chỗ này phải là chọn đuôi. Đây chọn đuôi PDF này. PDF thì quên mất, PDF lại không phải là export, cho nên mình cứ xuất ảnh đi. Các bạn xuất là ví dụ như là bộ nhận diện. Lộn mất. Tên và sử dụng khổ giấy, sử dụng tất cả khổ giấy, nó có 4 khổ nó sử dụng tất cả. Export. Các bạn sẽ chọn chế độ màu in ấn là CMYK, độ nét là 300, ok. Rồi nó sẽ xuất ba cái khổ giấy, 4 khổ giấy này ra thành 4 cái ảnh riêng biệt. Còn xuất ảnh chi tiết hơn thì các bạn chú ý vào cái phần bài học mình sẽ chỉnh. Đó thì các bạn sẽ có đúng không? Một cái khổ giấy ban đầu là cái này, một cái này. Cái này mang đi in tờ A4 là ok, cái này sẽ in ra cái túi ấy, và cái này sẽ in ra phong bì. Đấy, còn là nếu mà một cái máy in nào mà nó rất là tuyệt vời chẳng hạn, nó hơi bị xịn hoặc là nó in được giấy to ấy, thì các bạn chẳng cần phải 4 khổ này mà các bạn chỉ cần một khổ thôi. In phát hết luôn. Đấy. Thì do các bạn xếp làm sao để tiết kiệm nhất thôi. À, tất cả cái này nó tùy thuộc vào file, không thể là nói hết các trường hợp được. Thì đó là quản lý khổ giấy trong thằng phần mềm Microsoft. Chúc các bạn thành công. Mình là Nguyễn Đức Hùng đến từ CV Design.